Vâng, xin kính chào bà con nha. Cái thời buổi dịch bệnh này giãn cách thì cũng rất là khó khăn khi mà chuẩn bị cái đồ ăn cho con tròn hương. Tuy nhiên thì dù khó khăn thế nào thì cũng phải vượt qua thôi, đúng không bà con? Hôm nay thì thực sự là tôi cũng nấu cái cháo lên cho con tròn hương ăn đây. Trước giờ thì ít khi mà nấu cháo lắm, nhưng mà bây giờ thì cũng phải thực hiện là cho tròn ăn cháo thôi. Đây, một nồi cháo như này. Đấy, thì để cho tròn hương nó ăn như vậy thì bây giờ nói chung là cái việc mà ăn đủ chất ấy, nó cũng không còn là cái khái niệm mà tốt nữa. Bây giờ thì nói chung là làm sao ăn cho nó no. Tuy nhiên thì cũng vẫn phải đảm bảo là ít nhiều cũng không đủ được như ngày xưa, thì bây giờ cũng phải đảm bảo được khoảng 30-40% về cái chất đạm cho con tròn hương. Đó, thì thực sự là chắc nhiều bà con ở khu vực thành phố khi mà nuôi con tròn hương này thì cũng đang lâm vào những cái khó khăn chung, đúng không ạ? Đây thì tôi nấu cháo, bà con thấy đây là đường nha. Khi mà nấu cháo thì chúng ta nên cho đường vào. Con tròn hương nó thích ăn những cái loại thức ăn ngọt. Đấy, cho đường. Đây, quậy lên. Thời gian giãn cách thì không biết đến bao giờ. Đấy, cho nên nhiều khi chuẩn bị được những cái đồ ăn nào mà nó tốt, nó rẻ hơn chút. Rẻ hơn đây thì nói chung là rẻ hơn cái thời điểm này thôi, chứ còn so với cái thời điểm bình thường thì nó cũng đã đắt rồi. Tuy nhiên là vẫn phải đảm bảo làm sao, ví dụ như là trong vòng một tuần đó, cũng phải có 1-2 ngày cho nó ăn đạm. Bà con thấy rằng như hộp vịt lộn ấy, trước đây ấy, nó chỉ khoảng 33-35 ngàn một chục, mà bây giờ là 50 ngàn một chục. Đó, thì cũng rất là hiếm. Đấy, cháo đã được quậy lên này. Và cái cách tốt nhất ấy, thì chúng ta nên là thế này. Theo tôi ấy, là chúng ta cần có cái hộp vịt tươi ấy. Đấy, khi mà có cháo thì chúng ta nấu chín cháo rồi, bắt đầu là chúng ta sẽ đập cái hột vịt tươi vào, chúng ta quậy lên. Như vậy thì nó sẽ nhiều chất dinh dưỡng hơn. Đó, thì chúng ta có thể là cầm cự được cho con đàn tròn hương á, nó ăn uống nó đủ chất. Đó, còn đến cái sau cái mùa dịch thì chúng ta có thể là tăng cường lên bằng những cái cách mà tùy những cái nơi mà chúng ta có điều kiện. Chứ còn bây giờ nói chung như đầu gà, đầu vịt ấy thì cũng rất là hiếm. Bây giờ thì tất cả các cái biện pháp giãn cách thì cũng không thể nào mà chúng ta có thể đi được, và cũng không còn cái nguyên liệu để chúng ta mua. Đấy. Và đây là chuối. Chuối bà con thấy rằng đây thì cũng một nải chuối như thế này là 12 ngàn. 12 ngàn đây là tôi mua tính ra cũng đã còn rẻ đấy nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14 nè. 14 trái. Đó. Và bây giờ thì chuối cũng phải là cho ăn một cách tiết kiệm. Đấy. Này cũng 12 ngàn, và thằng con thấy nè, 12 ngàn. Thì đây cũng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 quả. 14 quả. Đấy, trong cái thời buổi dịch bệnh này thì nói chung là rất là khó khăn. Cho nên là đúng bây giờ tôi mới thấy rằng là khi mà ở đâu cũng vậy, chúng ta có vườn rộng rãi này. Đấy, và có cái nơi mà chúng ta chủ động được về nuôi cá được cho con tròn hương, thì đó là một cái điều kiện phát triển lâu dài.
Và như đến bây giờ là chúng ta cũng phải tính đến cái chuyện đó. Tại vì bà con thấy rằng là dịch bệnh nó càng ngày càng phức tạp, đúng không ạ? Và chúng ta cũng không thể nào lường trước được những cái gì nó phức tạp hơn. Nhưng mấy năm trước thì ví dụ là SARS này, SARS giờ đến nCoV là một biến thể cao hơn. Và cũng không thể biết được là tới đây thì nó có những cái dịch bệnh gì. Cho nên là mọi thứ cũng đảo lộn hết trong cái đời sống sinh hoạt của chúng ta. Cho nên là việc mà chúng ta chăn nuôi cũng đang bước vào những cái khó khăn. Đây tôi quay gần cho bà con thấy nha. Đó, đây, chuối là dưới 12 ngàn một nải này. Đấy. Đây cũng vậy này. 12 ngàn một nải. Đó. Mà bây giờ thì mua được chuối cũng rất là khó khăn. Tại vì bây giờ là không có đi được. Đấy. Cho nên là nhiều khi có những bà con có chuối đấy thì cũng không bán được. Mà mình có nhu cầu mua cũng không mua được. Đây, một nồi cháo chuẩn bị cho đàn tròn hương ăn đây. Hai nồi cháo. Trước đây thì nói chung là ít khi tôi cho ăn cháo lắm. Tại vì ăn cháo thì nó có nguy cơ nó mập. Nhưng bây giờ thì cũng phải sử dụng coi như là cho nó ăn cầm cự trong cái mùa dịch như thế này. Đó. Đó, thì bây giờ thì cái việc mà thiếu đồ ăn thì cũng phải chấp nhận thôi. Nói chung là nó cũng rất đói. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì đang phải cắt giảm bớt để cầm cự. Đây. Thế cho nên là bây giờ chúng ta mới thấy rằng gì ạ? Một cái điều mà qua dịch này thì chúng ta sẽ thấy rằng chắc chắn là sẽ có nhiều người sẽ có cái xu hướng là trở về với lại cái vườn rộng khi mà chúng ta có điều kiện. Trong cái mùa dịch mà cách ly chỉ có loanh quanh ở trong bốn bức tường thì rất là bức bối, đúng không ạ? Cũng rất may là trong cái mùa dịch ấy thì mặc dù là chế độ dinh dưỡng cũng không được đầy đủ nhưng mà những cái con tròn hương này vẫn phát triển rất là tốt. Và video này thì xin được tạm dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau. Và nếu như bà con có những cái khó khăn cùng chia sẻ đấy thì bà con có thể là để lại cái phần tin bình luận nhé. Chúc bà con luôn có sức khỏe và mong rằng cái dịch bệnh này sớm qua đi để trở lại cái cuộc sống bình thường.